Tao nói bữa nay hót vòng tay của con Kim. Biết sao mà hót nó không? Ngày hôm qua đi Sài Gòn với tôi á, tôi rủ nó đi Tây Ninh nữa. Nó nói hồi đi xa lắm con không đi đâu. Bắt ba điên mình đi. Con nhớ quê quá à, con đi mới có ngày mà con nhớ quá à. Mày nhớ thì tao điên mình. Rồi giờ tôi tới Tây Ninh rồi nè. Một vé đi cáp treo là 300.000 lận đó. Lên tới đỉnh luôn. U là tàn ơi khá. Tôi nói hết cái nhà ga gì đâu mà nó to thấy ghê luôn á. Hồi nãy giờ tôi đi vòng vòng ở đây mấy quận rồi đó. Mới hết cái nhà ga đó. U là chàng người ta đông kìa thấy ghê chưa. Cái này là qua lễ rồi đó. Chứ mà còn lễ ha. Đông còn hơn gấp mấy lần cái này nữa. U là tiền ơi, bữa nay gặp anh Hiển Nhân nữa nè. Ủa đi gì mà trùng khớp với vậy ta? Rồi đi thấy vậy sáp vô đi chung luôn chứ điên mình buồn dữ lắm luôn. Đây là lần thứ hai tôi lên Tây Ninh rồi đó. Hồi cách đây 4 năm về trước tôi đi bằng cáp treo kia kìa. Đi cáp treo kia chỉ được có 2 người à. Còn cái cáp treo này tới 10 người lận. U là tiền người ta kêu lên kìa. Còn đứng đó còn quẩy tay đâu nữa. Rồi đó nhìn nhà quê là biết rồi đó. Là tôi á, tôi nhà quê mới lên á. Không có ai mà đi cáp treo như tôi hết trơn. Giờ ta hả chuồng ơ tào lao. Người ta mở cửa ra nè chờ nói chuồng tào lao thấy ghê thiệt chứ. Rồi giờ đi ra nè, đi lên trên bà nè. Tôi đi giờ này là cũng khoảng 8-9 giờ sáng á. U là tàn ơi, tôi nói hết sương mù ha. Che phạt bà mất tiêu luôn. Mà cái phong cảnh người ta bố trí ở đây ha. Hình như là tôi thấy nó tựa tựa Đà Lạt dữ lắm luôn. Mà đó giờ có đi Đà Lạt đâu mà biết. Đốn mò vậy thôi chứ có biết gì đâu. Theo như mình được biết ha. Cái vùng đất Tây Ninh này là cái vùng tâm linh dữ lắm luôn á mọi người. Cái điều đặc biệt ở đây, người ta hờ cúng người ta không có dùng nhang nha mọi người. Mình cũng nghe người ta nói là phạt bà á là bằng đồng viên khối luôn. Rồi bây giờ mọi người nhìn xa xa qua đó đó. Mọi người tưởng cái sông hả? Không phải đâu. Phía bên đó là hồ Dầu Tiếng. Mà cái hồ Dầu Tiếng nó to dữ lắm luôn. Anh Hùng Hiên Địa ơi, tao nói ở trên này nó lạnh muốn chết mà chạy ghiết ghiết lên đây em mua kem ăn nữa mới chịu nha. Chồng sạp chồng chuột nhàn sạc gì đó rồi nuốt thôi chứ biết làm gì giờ. Mà không biết cái kem này cái kem gì nữa mà nó béo quá à. Rồi giờ ăn kem xong rồi nè, đi theo cái lối đi người ta hướng dẫn đó, chỗ nào người ta cũng có để bảng cho mình đi hết trơn á. Mà công nhận thiệt ha, ở trong này đẹp dữ lắm luôn á mọi người. Rồi giờ vô đây cúng đồ các kiểu hết ha, cúng xong rồi ra ngoài kia ngồi đợi mấy anh nhân viên á bắt trình chiếu cho coi. Mà cái đó là hình 3D á, mình xem ở trên trần nhà á mọi người. Rồi cái anh đứng ở đó đó, anh nói trình chiếu giờ nào với giờ nào với đó. Rồi anh nói đâu có buổi chợ giờ anh mới cho coi nè. Rồi đó, trình chiếu được có 5 phút à. Vậy là tôi xem hết trơn rồi đó, giờ tôi đi xuống nè. Xuống là xuống núi á. Chuyến này là hành chính quả rồi đó. Quả nào quả nấy bự chà bá luôn. Rồi giờ đứng đợi cáp treo nè. Gặp anh Hiển Nhân và chào đồ các kiểu. Chào còn bắt tay đồ nữa. Ông nói thằng Quỷ Dương này trong tàu lao hết sức. Bẩu hồi đó giờ chưa gặp cái gì mà còn bắt tay bắt ơ đồ chào nữa. Rồi giờ đi xuống cáp treo nữa nè. Rồi xuống dưới xong rồi bây giờ đi ăn nè. Tàn phẹt ơi, con Kim nếu mà xem được cái video này ha, chắc là nó cũng hối hận dữ lắm đây. Theo như tôi suy đoán, nó suy nghĩ như gì? Biết gì con đi với quốc ba được rồi Tàn ơi, tự nhiên cái nhớ quên chi rồi cái không đi Tây Ninh giúp quốc ba luôn. Không, cái này tôi suy nghĩ nghe chứ con Kim nó không có nói. Rồi giờ tôi chỗ tài tôi cắt miếng thịt nè. Rồi cái anh xé gà đó không cho thấy mặt gì trơn. Mà nhìn mấy cái món này là con Kim nó không đi Tây Ninh ha, nó không hối hận rồi mới sợ á. Tàn phải coi miếng sườn gì mà nướng lu bự chà bá vậy đó. Rồi hiêm con gà mà làm hai món nữa. Tôi nói ăn ké mà tôi nói chưa lớn. Rồi ăn no nê. Rồi cái anh tài xế này nè, anh chở đi vô tàu hánh Tây Ninh nè. U là Tàn ơi, người ta kìa, người dân ở đây người ta heo đạo, người ta giờ này ta vô trong đó người ta cúng á. Mà anh tài xế có kể cho mình nghe nữa, nói là cái khu vực của chùa, đi vòng vòng cái chùa này là 10 cây số lần đó, nghe có 10 cây số thôi. Mọi người hình dung ra thử coi, là đất của chùa to dữ lắm luôn á, anh chạy hết trơn 10 cây số luôn là hết trơn giáp cái chùa là mưa luôn đó. Rồi chuyến Tây Ninh của mình đến đây là kết thúc, bye bye mọi người nha.